Và sau đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam, và mở đầu là mỗi ngày một nhân vật. Bradley Trần Quốc Bảo, vị đạo diễn gốc Việt tài ba của The Paper Tiger. Mời quý vị cùng theo dõi phần chi tiết với Sự Quyên. Thưa quý vị, The Paper Tigers 2020 là bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Bradley Trần Quốc Bảo, đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tờ báo danh tiếng như là Variety và New York Times. Bên cạnh đó thì Rotten Tomatoes xếp bộ phim vào danh mục là một trong những phim hài hành động hay nhất và phim Mỹ gốc Á hay nhất với xếp hạng Certified Fresh. Lấy bối cảnh tại Seattle thời hiện đại, bộ phim pha trộn chủ đề từ những bộ phim phỏ thuật cổ điển của Hồng Kông với văn hóa phỏ thuật Hoa Kỳ. Câu chuyện kể về ba võ sĩ già, đó là do Ron, Yuan, Alan Wei và Michael Shannon Jenkins thủ vai, cố gắng đang tìm ra người giết sư phụ trong khi mà cân bằng cuộc sống đô thị huyên náo. Đạo diễn Bradley Trần Quốc Bảo vốn học võ Taekwondo khi còn nhỏ và được cố vấn bởi ông Corey Yuan Kwai, là biên đạo phim hành động kiêm đạo diễn người Hồng Kông. Cùng nói chuyện với tờ báo Post, Bradley Trần Quốc Bảo cũng đã chia sẻ rằng anh lấy nguồn cảm hứng từ các bộ phim của Shaw Brothers và Golden Harvest, những bộ phim đã gắn bó với tuổi thơ của anh. Ngoài ra thì Bảo cũng nói về Corey là một người bạn của gia đình sống tại Seattle. Vị đạo diễn trẻ này cho biết hai người gặp nhau vào những năm trung học và Corey đã từng đưa ra nhiều lời khuyên cho anh. Khi được hỏi là anh lấy cảm hứng từ đâu để kết hợp thể loại phim võ thuật với bối cảnh hiện đại thực tế, thì Bảo chia sẻ Bruce Lee chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh. Đạo diễn Trần Quốc Bảo sinh vào ngày 18 tháng 11 năm 1980 tại thành phố Olympia, thuộc tiểu bang Washington, trong một gia đình tị nạn Việt Nam. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Bộ Công Thương Cộng sản yêu cầu kiểm tra lượng hàng hóa thực tế của liên danh lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thưa quý vị, Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam vừa yêu cầu Ủy ban Quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ thị công ty dầu khí Việt Nam, gọi tắt là PVN, nhanh chóng giải quyết vấn đề nội bộ để bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn như đã cam kết. Thông tin này được ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương, thông báo trong cuộc họp diễn ra ngày hôm 22 tháng 4 nhằm kiểm điểm đánh giá việc giao sản lượng xăng dầu nhập cảng trong Tam Cá Nguyệt thứ hai để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung cấp xăng dầu trong nước. Theo như ông Diên, công ty PVN vốn là cổ đông lớn của liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã không cung cấp được xăng dầu cho các thương gia đầu mối theo đúng như cam kết. Vì vậy, PVN cần nhập cảng để bù đắp nguồn cung ứng thiếu hụt theo các hợp đồng đã ký với những thương gia đầu mối này. Hiện nay thì Bộ trưởng Công Thương, Thanh tra Công Thương cùng cơ quan quản trị xuất nhập cảng, Bộ Dầu khí và Than đang hợp tác để tiến hành thanh tra và kiểm tra đối với các doanh nghiệp nhập cảng xăng dầu. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cũng yêu cầu kiểm tra làm rõ số lượng hàng hóa của liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn trên thực tế có đủ sản lượng để cung ứng ra thị trường như cam kết hay không. Và bản tin sau đây cho hay Cộng sản Việt Nam khuyến cáo về thủ đoạn chống phá nhà cầm quyền của thế lực thù địch. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, trên đài VOV có bài viết cần cảnh giác các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng các vụ án xảy ra tại Việt Nam để chống phá nhà cầm quyền. Hàng loạt các tổ chức, hội nhóm, hãng truyền thông được đài này đưa ra thí dụ để cần cảnh giác như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, RFA, RFI, VOA. Thưa quý vị, đài VOV cáo buộc các tổ chức trên đã lợi dụng các vụ án đang bị công an điều tra, khởi tố để đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc bản chất sự việc nhằm chống phá nhà cầm quyền một cách tinh vi. Gần đây là vụ bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam bị công an Cộng sản tại Sài Gòn khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã xuyên tạc bản chất sự việc, kích động chống phá nhà cầm quyền như RFA loan tin rằng việc bắt bà Hằng theo Điều 331 là không hợp lý. Còn Việt Tân thì khẳng định công an sử dụng Điều 331 để khởi tố bà Hằng là sai trái, là hành vi bóp nghẹt quyền tự do dân chủ. Đối với vụ khởi tố ông Trịnh Văn Quyết,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, thì thế lực thù địch của lại đưa ra thông tin khác như là ngân sách của nhà cầm quyền đã cạn kiệt. Việc bắt ông Quyết là để tịch thu tài sản nuôi bộ máy cầm quyền, hay là bắt ông Quyết là thanh trừng phe phái. Đây cũng là luận điệu để bôi xấu chế độ Cộng sản. Nhiều bài viết còn hô hào khẩu hiệu đổ lỗi cho việc xảy ra những vụ án lớn là do chế độ, do nhà cầm quyền, do độc tài. Sự việc này đã gây tâm lý hoài nghi, làm mất niềm tin của người dân vào nhà cầm quyền và chế độ. Một trưởng công an huyện đã chết trong tư thế treo cổ ở nhà riêng, thưa quý vị. Theo như báo Tuổi Trẻ ngày 24 tháng 4, 2022 loan tin, Thượng tá Công an Cộng sản Hoàng Việt Châu, 47 tuổi, là trưởng công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, đã được phát hiện chết tại tầng 3 ở nhà riêng tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trong tư thế treo cổ. Một lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn không được nêu tên cho biết, có thể ông Châu đã tự tử. Nguyên nhân là do ông này sau khi bị nhiễm COVID-19 thì mất ngủ triền miên, có dấu hiệu bị trầm cảm của hậu COVID-19. Và điều này đã dẫn đến việc ông Châu tự tử chứ không có tác động gì hay là nguyên nhân nào khác. Nhận xét về ông Châu thì viên lãnh đạo trên đã giải thích, ông Châu là người khá điềm đạm, hiền lành, luôn hoàn thành tốt công việc, được các viên chức và người thân và người ở trong ngành công an tin yêu. Được biết, trong những năm trở lại đây, đã có nhiều sự việc các viên chức Cộng sản được phát hiện tử vong tại nhà riêng hoặc là ở cơ quan như là té lầu, treo cổ. Hầu hết các sự việc đều được công bố trên truyền thông là do tự tử, bất chấp những nghi vấn không bình thường. Và một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngừng phần tin tức ở nơi đây khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ miền Nam California cũng như là từ Oregon. Mời quý vị nhớ đón theo dõi.